Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Luật Dược năm 2016, để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, cơ sở sản xuất dược phải đáp ứng các điều kiện như điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự, người chịu trách nhiệm về chuyên môn về dược phải có chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với cơ sở kinh doanh. Trường hợp kinh doanh thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ thì cơ sở kinh doanh phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Sở Y tế. Cũng theo luật dược thì cơ sở kinh doanh có 5 loại quyền và 15 loại trách nhiệm. Giai đoạn 2018 đến nay, các cơ sở hành nghề dược tư nhân trên địa bàn tỉnh có nhiều biến động. Do vậy, để quản lý lĩnh vực kinh doanh dược, đòi hỏi cơ quan chức năng phải sát sao, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhằm góp phần tích cực trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là nội dung mà chuyên mục chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hôm nay muốn chuyển đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trên địa bàn xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế hiện có 4 nhà thuốc, 4 quầy thuốc, 1 tủ thuốc và 1 cơ sở phun xăm thẩm mỹ. Thực hiện chỉ thị 09 CTUBND ngày 6 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập. Quy định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo trạm y tế và các quầy thuốc trên địa bàn xã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, nâng cao vai trò, chất lượng tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân để quản lý chặt chẽ hơn nữa đối với các cơ sở dược tư nhân trên địa bàn. Định kỳ hàng năm phối hợp với phòng y tế huyện đi kiểm tra giám sát, nhắc nhở các quầy thuốc hoạt động theo đúng luật dược. Từ năm 2018 đến nay đã kiểm tra được 12 lượt trên 4 quầy thuốc trên địa bàn xã và không phát hiện tổ chức cá nhân y dược nào vi phạm. Tôi thì cũng chấp hành đầy đủ các quy định của ngành dược, ví dụ như là giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, tất cả ví dụ như bán hàng thì bày riêng. Thực phẩm chức năng, thuốc, thuốc kê đơn là riêng, dán giá nhãn đầy đủ, là bán thuốc theo đơn, tất cả các quy định, nói chung là tất cả các quy định của Sở Y tế nhà nước đề ra. Trong giai đoạn 2018 đến tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. Hàng năm, Ủy ban nhân dân thị trấn đều quan tâm đến công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực dược. Quán triệt quan điểm không cho phép tổ chức cá nhân triển khai hoạt động quảng cáo, tuyên truyền bán thuốc và dược phẩm chức năng mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc lợi dụng quảng cáo, tuyên truyền để bán thuốc, thực phẩm chức năng. Ủy ban nhân dân thị trấn cũng đã chỉ đạo trạm y tế tham mưu kịp thời với Ủy ban nhân dân xã thị trấn trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề dược tư nhân để quản lý chặt chẽ hơn đối với các cơ sở dược tư nhân trên địa bàn. Qua kết quả rà soát thống kê đến ngày 15 tháng 9 năm 2020, tổng số các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn thị trấn Phồn Xương là 14 cơ sở, trong đó có 2 nhà thuốc, 11 quầy thuốc, 1 tủ thuốc trạm y tế. Trong giai đoạn 2018 đến nay, Ủy ban nhân dân thị trấn Phồn Xương đã có 5 cuộc kiểm tra chấp hành pháp luật dược đối với 10 cơ sở. Khi mà có đoàn giám sát tới thì chúng tôi sẽ chấn chỉnh được rất nhiều những cái khuyết điểm của mình. Về cái thứ nhất là về cái giấy tờ hồ sơ của quầy, mặc dù đã đủ nhưng mà nhiều khi cũng chưa biết cách để mình thể hiện cho khách hàng biết là những cái đủ của mình để khách hàng biết, thì cái đấy là bọn tôi đã học hỏi được rất nhiều, đã nắm được rất nhiều khi đoàn giám sát tới, và những cách thức bán hàng rồi cách thức làm việc đối với nhân dân nữa, mình cũng biết nhiều hơn, học hỏi được nhiều hơn. Các nội dung qua kiểm tra được tập trung như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, chứng chỉ hành nghề và các giấy tờ có liên quan khác, cơ sở vật chất, trang phục, cách sắp xếp thuốc, dán nhãn, giá thuốc. Trong đó đã phát hiện một số quầy thuốc còn thiếu và hết hạn giấy phép đăng ký kinh doanh thuốc, chứng chỉ hành nghề, dán nhãn, niêm yết giá. Chúng tôi đã tăng cường cán bộ quản lý địa bàn và
phát hiện, xử lý trong lĩnh vực là không niêm yết giá và tăng giá quá mức, găm hàng tăng giá quá mức, và đặc biệt trong lĩnh vực khẩu trang để và các chất khử khuẩn để phòng chống dịch. Chúng tôi tiếp tục tăng cường kiểm tra và làm tốt trong thời gian tới. Năm 2018, huyện Yên Thế có 63 cơ sở dược, năm 2019 có 72 cơ sở dược và tính đến tháng 9 năm 2020, toàn huyện có 79 cơ sở dược, trong đó nhà thuốc 4 cơ sở, quầy thuốc 54 cơ sở, 2 đại lý và 19 tủ thuốc trạm y tế. Trong đó có 12 cơ sở xếp loại A, 50 cơ sở xếp loại B. Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng y tế ra soát, thống kê, kiểm tra, đánh giá xếp loại đối với các cơ sở kinh doanh dược tư nhân trên địa bàn. Phòng y tế chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về việc để các tổ chức cá nhân hoạt động không phép, tiến hành chấm điểm đánh giá xếp loại A, B, C đối với các cơ sở hành nghề dược tư nhân trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn 2018 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành chuyên ngành của huyện và phối hợp với Sở Y tế đã kiểm tra thanh tra theo lịch và đột xuất tại các cơ sở dược trên địa bàn được 147 lượt cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 26 cơ sở với số tiền trên 35 triệu đồng, đình chỉ hoạt động đối với 9 cơ sở không có giấy phép hoạt động. Đoàn đã chỉ ra rất nhiều những lĩnh vực, những nội dung mà các cơ sở đang vướng mắc tồn tại. Thì chúng tôi trong thời gian tới thì trước hết chúng tôi sẽ lựa chọn những con người thành viên của các đoàn kiểm tra là cho nó có nghiệp vụ, thì các đồng chí sẽ tổ chức thực hiện sâu hơn và sẽ bám vào những cái trao đổi ngày hôm nay của đoàn, thì đã sẽ tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm tất cả những trường hợp để mà tăng hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn. Hiện nay, theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có trên 1.000 cơ sở kinh doanh dược, bao gồm quầy thuốc, nhà thuốc, cơ sở y học cổ truyền. Từ giai đoạn 2018 đến tháng 9 năm 2020, Cục Quản lý Thị trường đã tiến hành thanh tra 3 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm, dụng cụ y tế. Tổng số cuộc kiểm tra đã thực hiện 389 vụ, phát hiện 267 vụ vi phạm pháp luật về kinh doanh mặt hàng dược. Trong đó, số cuộc kiểm tra theo kế hoạch là 274 vụ và kiểm tra đột xuất là 115 vụ. Tổng số tiền xử phạt hành chính, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy, truy thu bất hợp pháp trên 470 triệu đồng. Các sai phạm chủ yếu đã được phát hiện như vi phạm quy định để lẫn thuốc với sản phẩm không phải là thuốc, niêm yết giá, kinh doanh thuốc không còn nguyên vẹn bao bì, không thực hiện mở sổ theo dõi hoạt động mua thuốc, bán thuốc, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Việc kinh doanh không đúng quy định về mặt hàng dược đã ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Chúng tôi tập trung đầu tiên vào công tác tuyên truyền những cái quy định của pháp luật đối với luật dược, sau đó tiến hành việc kiểm tra về các cái điều kiện kinh doanh, về hàng hóa thì chúng tôi tập trung về những cái về hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng hóa không đảm bảo về cái chất lượng hàng hóa. Và chúng tôi kiểm tra nhiều về cái ghi nhãn hàng hóa và niêm yết giá bán và việc bán theo giá niêm yết. Kinh doanh dược ấy, y tế ấy, thì nó là cái lĩnh vực rất chi là quan trọng để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nên là cái hàng hóa chất lượng phải đi đầu. Vì thế thì chúng tôi cũng phải tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật. Từ đó thì cái chất lượng nó cũng được đảm bảo và cái công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe nó cũng đúng quy chuẩn quy định pháp luật. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý Thị trường, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang đã bám sát các văn bản chỉ đạo, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng dược phẩm, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Qua công tác kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại, hạn chế các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo chất lượng. Lực lượng quản lý thị trường thì quản lý rất nhiều các cái lĩnh vực. Lĩnh vực dược chỉ là một lĩnh vực có liên quan, một trong rất nhiều các lĩnh vực đó. Cho nên là để đi kiểm tra sâu sát trong lĩnh vực này thì chúng tôi cũng phải có cái sự phối hợp chặt chẽ với lại các đơn vị chức năng của Sở Y tế để làm sao trên địa bàn tỉnh không có những tình trạng mà bán thuốc
tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ, hoặc là các thuốc tân dược nhập lậu, hoặc lợi dụng các chính sách hàng hóa sách tay mà không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Nâng cao trách nhiệm trong kinh doanh dược là trách nhiệm của những tổ chức cá nhân kinh doanh mặt hàng này. Tuy nhiên, để việc kinh doanh đúng với luật dược thì sự vào cuộc tích cực của các cơ quan ban ngành và lực lượng chức năng đóng vai trò không nhỏ để việc chấp hành pháp luật được thực hiện nghiêm túc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.